Thưa quý vị, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8 năm 2020 đạt 23,66 tỷ đô la Mỹ. Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8 năm 2020 đạt 23,66 tỷ đô la Mỹ. Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 8 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2020 đạt 310,41 tỷ đô la Mỹ. Trong kỳ 1 tháng 8 năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,69 tỷ đô la Mỹ, đưa cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2020 thặng dư 10,08 tỷ đô la Mỹ.